Chào mừng các bạn. Thời điểm này là thời điểm mà ở Hà Nội khí hậu đẹp nhất. Như các bạn nhìn thấy phía sau thì thấy mùa thu Hà Nội với cái nắng nó vàng rộ lên, một cái không khí là nó vừa mát nó vừa heo heo, không khí rất đẹp. Ánh nắng thì trong vắt cho nên khiến cho mọi cái cảnh sắc cũng bật hết cả lên. Và tôi thích thưởng thức cái không khí này. Những cái mùa như thế này nó trôi đi nó rất là nhanh, mùa thu trôi đi rất là nhanh. Cho nên phải tranh thủ cái giai đoạn này để thưởng thức. Và tôi thì là cái típ người hướng ngoại, thuộc típ người hướng ngoại. Mà người hướng ngoại thì cái cách để người hướng ngoại làm việc một cách hiệu quả nhất, cách để người hướng ngoại sáng tạo nhất là được ra ngoài, ra ngoài hòa nhập với lại thiên nhiên, ra ngoài hòa nhập rồi tương tác với mọi người này. Thì đấy là cái cách mà những người tuyết hướng ngoại họ làm việc hiệu quả nhất. Chào bạn lãnh đạo Nghiêm. Và chủ đề hôm nay thì vừa cà phê chúng ta sẽ cùng nhau mạn đàm về làm thế nào để thành công. Làm thế nào để thành công? Và như hứa với các bạn, tôi chia sẻ các bạn có năm cái nguyên lý mà nó được đúc kết và nó rút ra từ chính những cái nguyên tắc cơ bản mà những người thành công trên thị trường họ đã đúc kết, cũng như những trải nghiệm thực tiễn mà chúng ta đang trải qua. Và năm cái nguyên lý này thì tôi đúc kết trên tinh thần là với tư cách một nhà huấn luyện NLP, cũng như đúc kết từ chính cuộc đời mình. Và tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, bởi vì tôi đã là nhân chứng cho điều đó, cho nên tôi tin tưởng tuyệt đối rằng nếu thực sự các bạn cho chúng ta ứng dụng nguyên lý này vào cái kỷ luật bản thân mình, vào cái nề nếp bản thân mình và vào cái hành trình trưởng thành, tạo sự trưởng thành cho bản thân mình, hành trình tạo giá trị cho bản thân mình, thì các bạn sẽ thành công và cuộc đời sẽ thành công hạnh phúc. Và chúng ta bắt đầu vào phần đầu tiên. Ai đó nốt lại giúp tôi á, đủ 5 cái nguyên lý luôn. Tôi sẽ đọc ngay một lần 5 nguyên lý và sau đó thì tôi sẽ giải thích từng nguyên lý một, tại sao lại như vậy và nếu không thực hiện điều đó thì điều gì nó sẽ xảy ra. Thì nguyên lý để kiến tạo thành công đầu tiên là phải sở hữu được khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Nguyên lý đầu tiên là phải như vậy. Đây là nguyên lý thành công của một sự thịnh vượng, bền vững, giá trị, hạnh phúc và đầy sự viên mãn. Tôi muốn nói đến một cái thành công đủ đầy, một cái hạnh phúc đủ đầy, một cái sự thành đạt nó đủ đầy. Điều số 1 là phải sở hữu được NLP. NLP, điều số 1. Điều số 2 là bạn phải tìm và sống được trong một cộng đồng tích cực. Phải tìm và sống ở trong một cộng đồng tích cực. Điều số 2, phải tìm sống gắn bó chặt chẽ trong một cộng đồng tích cực. Điều số 3, bạn sẽ tập trung vào cái mục tiêu mà bạn muốn trở thành. Bạn tập trung vào mục tiêu bạn muốn trở thành. Không có cái gì có thể xen vào mục tiêu của bạn. Hãy tập trung nhất vào đó. Đó là điều thứ 3. Hãy tập trung vào cái mục tiêu bạn muốn trở thành, cái con người bạn muốn trở thành. Điều thứ 4, bạn nhân bản. Bạn bắt đầu nhân bản.
Và điều thứ 5, bạn bắt đầu đòn bẩy. Đến bước thứ 5, bạn đã có đủ năng lực, bạn đã có đủ uy tín để bạn có thể đòn bẩy tất cả những gì, những nguồn lực từ cả vô hình lẫn hữu hình, nguồn lực của xã hội cũng như nguồn lực của bản thân bạn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi chia sẻ với nhau vì sao cái yếu tố đầu tiên là phải sở hữu được khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Bởi vì như các bạn biết, NLP là khoa học huấn luyện não bộ. NLP được coi là cuốn cẩm nang để hướng dẫn chúng ta cái cách để chúng ta sở hữu bộ não của mình. Cái cách để chúng ta sở hữu bộ não của mình một cách hiệu quả nhất, một cách xuất sắc nhất. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản như vậy thôi. Thế còn sau đó NLP là gì thì các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa. Ví dụ trên YouTube thì tôi cũng giải thích bằng hai cái video là NLP là gì. Rồi các bạn gõ trên Google, gõ bằng text, bằng chữ, các bạn gõ và các bạn gõ chữ là NLP là gì, thì bạn tìm vào mạng Wikipedia, mạng tài liệu đáng tin cậy nhất trên thế giới hiện nay. Bạn hãy đọc từng chữ một để hiểu một cách sâu sắc rằng NLP là gì. Chỉ khi nào bạn hiểu rõ thấm từng câu chữ về điều đó thì bạn mới thấy sự vi diệu của NLP, cái sức mạnh, cái quyền năng khủng khiếp của NLP. Và khi hiểu được điều đó rồi, bạn bắt đầu ứng dụng vào nó, bạn bắt đầu thực hành với nó, sở hữu nó, ứng dụng nó, và bạn bắt đầu tạo ra kết quả như mong muốn trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ tạo ra kết quả như mong muốn. Tại sao NLP có thể giúp bạn? Đầu tiên chúng ta phải sở hữu được NLP. Bởi vì như chúng ta đã biết là bộ não của mỗi con người chúng ta là nơi sẽ quyết định mỗi con người cụ thể chúng ta sẽ làm gì, làm như thế nào trong cuộc sống này. Đúng không nào các bạn? Nào, chúng ta đi từng chút một thôi, đi rất chậm thôi để chúng ta hiểu sâu sắc cái điều này. Chúng ta đã nghe quá nhiều rồi. Chúng ta ham muốn biết được mọi thứ trong cuộc sống này. Chúng ta tìm tòi rất nhiều thứ, đọc rất nhiều thứ, học rất nhiều thứ. Thế nhưng bây giờ quay lại cái cuộc sống hiện tại, cái công việc hiện tại, sự nghiệp hiện tại, vì sao vẫn chưa thành công vậy? Nó có một điều gì đó mà chúng ta đã vẫn còn thiếu, hoặc là có gì đó nó sai. Cho nên đã hiểu vấn đề gì từ nay trở đi, chúng ta đã hiểu vấn đề gì thì phải hiểu một cách cực kỳ sâu sắc. Phải hiểu cực kỳ sâu sắc. Trước hết chúng ta hiểu con người chúng ta giá trị nhất là bộ não. Bởi vì sao vậy? Bởi vì từ bộ não của mỗi chúng ta sẽ quyết định là chúng ta ứng xử như thế nào trong cuộc sống này, đúng không ạ? Từ bộ não của mỗi chúng ta sẽ quyết định chúng ta chọn việc gì làm trong cuộc sống này. Từ bộ não này sẽ quyết định chúng ta lên kế hoạch chiến lược như thế nào để chúng ta kiến tạo ra cái thành công mà nghề nghiệp hay là mục tiêu của chính mỗi chúng ta đã chọn, đúng không? Bộ não của chúng ta quyết định điều đó. Bộ não chúng ta quyết định các phương thức, các cách thức để làm cái điều đó như thế nào. Bộ não chúng ta quyết định chúng ta hành động hay không hành động, việc này hay việc kia để tạo ra kết quả. Và khi bộ não chúng ta quyết định cái cơ thể chúng ta hành động hay không hành động theo một phương thức cụ thể nào đó,
thì sẽ tạo cho chúng ta một kết quả tương xứng, mang lại cho chúng ta một kết quả tương xứng. Vậy các bạn có thấy không, cái kết quả ở bên ngoài kia của mỗi cá nhân chúng ta, nó được kiến tạo bởi chính suy nghĩ của chúng ta, suy nghĩ bên trong của chúng ta. Và mỗi chúng ta khi hành động, chúng ta đều có một mục tiêu, chúng ta đều có một cái chiến lược. Mỗi chúng ta hành động, chúng ta đều có một mục tiêu, một chiến lược. Và chiến lược đó luôn 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 xảy ra hai lần. Nó luôn xảy ra hai lần. Lần thứ nhất, nó xảy ra trong tâm trí của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ hình dung tưởng tượng xem chúng ta sẽ làm như thế nào. Rồi lần thứ hai, nó chỉ việc xảy ra ở bên ngoài mà thôi. Nào các bạn lưu ý cái bí mật này này. Lưu ý bí mật này. Mọi thứ đều xảy ra hai lần. Đối với con người chúng ta này, mọi thứ của con người chúng ta đều xảy ra hai lần. Lần thứ nhất, nó xảy ra tâm trí của mình. Và lần thứ hai, nó tự động xảy ra bên ngoài. Đúng như những gì mà tâm trí chúng ta hình dung ra. Đúng những gì mà tâm trí chúng ta xác định, đã quyết định. Vậy để tôi chứng minh cho các bạn này. Tôi chứng minh các bạn. Ngày hôm qua, trong tâm trí của cá nhân tôi, tôi quyết định rằng 10 giờ hôm nay tôi sẽ livestream chia sẻ với các bạn chủ đề này. Và ngày hôm qua tôi sẽ xác định tôi sẽ ngồi ở đâu để livestream với các bạn. Tôi sẽ quyết định livestream vào giờ nào. Tôi sẽ quyết định livestream ở trên Facebook của tôi hay là livestream ở trong cộng đồng của chúng ta. Và ngày mai thì cái sinh hoạt của tôi sẽ thế nào? Buổi sáng dậy tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ ăn sáng vào lúc nào? Tôi sẽ mặc bộ quần áo gì? Để giờ này tôi có mặt ở đây để chia sẻ cùng các bạn. Thì đấy là một chiến lược, đấy là một kế hoạch mà nó đã xảy ra trong tôi từ hôm qua. Nó đã xảy ra trong tôi từ tối hôm qua, từ đêm hôm qua. Và khi tôi đã quyết định những điều đó, nó chắc chắn rồi, thì sáng nay nó tự động xảy ra thôi. Các bạn có thấy không nào? Sáng nay nó tự động xảy ra. Đó là gì? Tôi dậy đúng vào cái giờ đó, 5:30 dậy thể dục, rồi về nhà tắm rửa, ăn sáng, rồi nghỉ ngơi một chút. Gần đến giờ, trước đó 1 tiếng đồng hồ, thì tôi bắt đầu ra đây, gọi một ly cà phê, đọc một cuốn sách để chuẩn bị đến cái giờ livestream cùng các bạn. Tất cả những điều này nó đã được định hình trong bộ não của tôi, trong tâm trí của tôi từ hôm qua. Và khi tôi đã quyết định rồi thì hôm nay nó tự động nó xảy ra đúng như vậy. Dựa vào những gì tôi có, dựa vào những nguồn lực mà tôi có, dựa vào tất cả những cái gì mà tôi có thể thấy nó là hiện hữu, nó là khả thi. Đấy. Đấy chính là gì? Mỗi người chúng ta hành động trong cuộc sống này, nó đều có một cái chiến lược, một kế hoạch. Và cái chiến lược, cái kế hoạch đấy nó xảy ra hai lần. Lần thứ nhất, nó xảy ra trong tâm trí của chúng ta. Và lần thứ hai, nó sẽ xảy ra ở bên ngoài. Và tâm trí của chúng ta, nó xác định, nó hình dung như thế nào, nó quyết định như thế nào, đã rõ ràng rành mạch như vậy rồi, thì sau đó ở thực tiễn bên ngoài nó chỉ cứ thế mà xảy ra thôi. Vậy các bạn hãy ứng dụng vào cuộc sống của mình. Ứng dụng vào cuộc sống của mình. Có phải là ngày hôm nay các bạn mà dành thời gian ngồi lại nghe livestream này, nếu bạn nào đó
mà biết từ tối hôm qua, thì có phải là các bạn bắt đầu là sắp xếp dẹp các cái việc cái giờ này lại để các chúng ta sẽ cùng ngồi live stream với nhau không, để cùng ngồi nghe những cái kiến thức này không? Đấy là một kế hoạch của bạn. Rồi sau cái phần này, rồi bạn mới đi làm việc gì khác. Đi làm việc gì khác đó là bạn sẽ gặp ai, bạn sẽ giải quyết việc gì trong ngày hôm nay. Thì có phải là bạn đã nghĩ từ tối hôm qua rồi không? Bạn đã nhấc máy điện thoại để hẹn người bạn của mình, hẹn khách hàng của mình, hẹn đối tác của mình từ tối hôm qua rồi không? Và ngày hôm nay, xong cái buổi mà chúng ta ngồi live stream với nhau thế này, thì bạn chỉ việc là ăn trưa xong, buổi chiều bạn sẽ gặp khách hàng. Đấy chính là kế hoạch chiến lược của bạn. Vậy bây giờ bạn sẽ nghĩ dài ra đi. Vậy kế hoạch chiến lược của một tuần là gì? Của tuần này của bạn là gì? Kế hoạch chiến lược của một tháng. Tháng 9 sắp qua rồi. Thì kế hoạch chiến lược của tháng 10 của bạn là gì? Kế hoạch chiến lược tháng 11 của bạn là gì? Kế hoạch chiến lược của bạn tháng 12 là gì? Hay kế hoạch chiến lược của bạn tổng chung lại 3 tháng cuối năm này là gì? Rồi sau đó, kế hoạch chiến lược của bạn năm 2020 là gì? Bạn muốn trở thành ai? Muốn hội những giá trị gì? Muốn tạo ra thực sự cái kết quả gì trong cuộc đời này? Thì bạn phải cực kỳ rõ ràng trong đầu mình rồi. Cực kỳ rõ ràng trong đầu mình rồi. Và khi bạn đã rõ ràng trong đầu mình rồi, thì bạn chỉ việc làm nó ở bên ngoài thôi. Và làm thế nào để bạn có thể rõ ràng ở trong đầu bạn? Bạn phải có những công cụ, bạn phải có những kỹ thuật để bạn thiết kế được kế hoạch chiến lược của bạn. Nó phù hợp với nguồn lực, phù hợp với năng lực, phù hợp với môi trường, phù hợp với cái cơ hội đó. Bạn phải có công cụ để bạn đo lường được cái điều đó, để bạn thiết kế được kế hoạch chiến lược. Công cụ đó là một công cụ phải chuẩn mực, phải được xác thực. Sau đó, bước tiếp theo, bạn phải có năng lực. Bạn còn phải có năng lực để bạn thực hiện cái kế hoạch chiến lược đó. Bạn đã vạch ra rồi, thì bạn còn phải có năng lực để bạn thực hiện chiến lược đó, thực hiện kế hoạch đó. Vậy thì trong lúc thực hiện kế hoạch, trong lúc thực hiện chiến lược đó, bạn cần những năng lực gì? Năng lực giao tiếp. Năng lực giao tiếp. Đúng không ạ? Bạn phải đi tương tác với khách hàng. Bạn phải đi tương tác với bạn hàng. Bạn phải đi tương tác với đồng nghiệp của mình. Bạn phải tương tác với cấp trên. Bạn phải tương tác với cấp dưới. Bạn phải tương tác với mọi thứ xung quanh cuộc đời bạn. Vậy cái năng lực giao tiếp của bạn sẽ giúp bạn tạo ra hiệu quả trong việc bạn ngồi với bất cứ đối tượng nào, trong việc bạn thực hiện cái kế hoạch bạn đã hoạch định ra. Và để bạn có cái năng lực giao tiếp hiệu quả thì bạn là phải có kỹ thuật thấu hiểu được khách hàng của mình, kỹ thuật thấu hiểu được đồng đội của mình, kỹ thuật thấu hiểu được thị trường, kỹ thuật thấu hiểu được, nói chung là kỹ thuật thấu hiểu được những gì mà bạn gặp, những gì mà bạn đối mặt. Đặc biệt chúng ta nói về con người, bạn phải có kỹ năng kỹ thuật đọc vị được suy nghĩ của người khác. Khi họ ngồi trước bạn, họ nói ra một ngôn ngữ, họ thể hiện ra một thái độ, họ chuyển động cái body của họ, họ thay đổi một cái nhạy bén giác quan của họ. Bạn có hiểu được ẩn dưới là gì không? Rồi khi hiểu được điều đó rồi, thì trong bạn có những cái ngôn ngữ, có những kỹ thuật ngôn ngữ, những khung mẫu ngôn ngữ, có những hiểu biết về vấn đề của bạn để giao tiếp với họ một cách hiệu quả không? Giao tiếp hiệu quả nghĩa là sau cuộc gặp đó thì một hợp đồng được ký kết, một sản phẩm được giao dịch, một mối quan hệ được mở ra, một sự hợp tác được bắt đầu. Còn nếu như không đạt điều đó thì nghĩa là cái cuộc giao tiếp của bạn không hiệu quả. Nó chưa hiệu quả. Vậy thì có cái điều gì nó còn thiếu thiếu, cái điều gì đó nó còn sai sai ở đây? Chỉ đơn giản đó là cái năng lực giao tiếp. Rồi khi bạn nói chuyện với họ,
khách hàng của bạn, đối tác của bạn. Họ thể hiện cái băn khoăn của họ, họ thể hiện cái rối rắm của họ, họ thể hiện những khó khăn của họ, họ thể hiện những băn khoăn, những bế tắc của họ, họ thể hiện ra cái nhu cầu của họ. Bạn có biết được không? Bạn có biết được không? Để bạn thỏa mãn, bạn đáp ứng họ, bạn giúp họ giải tỏa được vấn đề của họ, bạn giúp họ giải quyết được vấn đề của họ, bạn giúp họ vạch ra một cái kế hoạch chiến lược để giúp họ thoát khỏi cái tình trạng bí bách hiện tại, loay hoay hiện tại. Bạn có năng lực đó không? Bạn có không? Nếu bạn có thì bạn gây ảnh hưởng được với họ, bạn đã giúp được họ. Như vậy bạn đang thực hiện cái nguyên lý là cho đi là nhận lại. Bạn thực hiện được nguyên lý của những người thành công. Những bí mật của những người thành công nói rằng bạn càng có năng lực để giúp đỡ được nhiều người, giải quyết được vấn đề của họ, bạn càng giàu. Đấy. Vậy làm thế nào để bạn có thể có được cái năng lực giúp đỡ được nhiều người? Bạn phải học thôi chứ làm thế nào được. Bạn phải học thôi. Học cái năng lực đó vào mình, đưa cái năng lực đó vào mình, rèn luyện cái năng lực đó để trở thành cái năng lực vô thức trong bạn. Để bạn ngồi trước bất cứ ai, họ có nhu cầu gì, mong muốn gì, loay hoay bế tắc gì, bạn cũng linh hoạt để giải quyết hiệu quả cho họ. Đúng không nào? Rồi gì nữa? Bạn phải có năng lực huấn luyện con người. Những năng lực đó ở đâu vậy? Bạn cũng lại phải học để rèn luyện đưa vào mình. Bạn có biết là càng đầu tư vào phát triển bản thân xuất sắc bao nhiêu thì càng bạn càng dễ dàng trong cuộc sống bấy nhiêu, bạn càng kiến tạo ra sự giàu có của bạn bấy nhiêu không? Tại sao bạn lại sợ đầu tư vào bản thân bạn vậy? Bạn sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để mở một cửa hàng kinh doanh, để nhập một cái lượng nguyên liệu nào đó để về bạn bán. Bạn rất hào phóng để làm việc đó. Nhưng rồi cái cửa hàng đấy sẽ bị đóng cửa bởi năng lực của bạn không có. Cái lô hàng bạn nhập về đấy sẽ không bán được, nó sẽ ế đầy ra đấy. Bởi vì năng lực bán hàng, năng lực thấu hiểu khách hàng bạn không có. Rồi là bạn có thể, bạn đã là một lãnh đạo lâu năm, bạn là một leader lâu năm rồi. Dưới bạn có hàng chục người, hàng trăm người, hàng nghìn người rồi. Nhưng tại sao người đông như vậy mà doanh số lại không ra? Cái tập đoàn nhân viên của bạn đang cần gì vậy? Họ cần một giải pháp. Họ cần một giải pháp từ bạn. Và nếu bạn không có thì làm sao bạn có thể dẫn định được cái tổ chức của bạn đột phá được doanh số? Bạn có thể huấn luyện được nhân sự của bạn từ quản lý cho đến nhân viên trở thành những chiến binh thực sự, trở thành những người bán hàng vô địch, trở thành đội nhóm vô địch của bạn. Hãy bắt đầu từ bạn. Cho nên trong một bài live stream tôi có nói một điều rằng con người chúng ta đang chống lại thành công và chống lại hạnh phúc của mình mà không biết. Tại sao lại chống lại? Tôi đang chia sẻ về điều đấy đây. Để thành công, để hạnh phúc trong cuộc sống này, chúng ta phải hiểu biết. Là muốn hiểu biết, muốn có năng lực, chúng ta phải đi học. Học của những người thành công. Học những kiến thức đúng. Và nếu đã là kiến thức giá trị, kiến thức đúng thì nó phải có cái giá tương ứng. Nó phải có một cái mức phí tương ứng thì nó mới giúp các bạn tạo ra. Vì sao các bạn lại chống lại điều đó? Các bạn chúng ta cứ nghĩ rằng là thôi mình có kinh nghiệm, mình cũng đã được học, cái doanh nghiệp của mình, cái tổ chức của mình cũng đang đào tạo mình, như thế là mình cũng đang đầu tư vào phát triển bản thân. Đúng, nhưng nó chưa đủ bạn. Nó chưa đủ, chưa bao giờ đủ cả. Những cái kiến thức mà các doanh nghiệp, những kiến thức mà các đơn vị của bạn đang đào tạo cho bạn đấy, nó đúng, nó bổ trợ rất là tốt, nhưng nó chưa đủ. Nó chưa đủ.
nó chỉ là lá là quả như là trên những cái cây này thôi. Bạn cần phải có những công thức, những bí mật, những nguyên lý, những hiểu biết gốc gác của vấn đề. Là gốc gác, khi bạn hiểu được cái gốc rồi, đấy là cái năng lực gốc bên trong, năng lực nền móng của bạn rồi, thì lúc đó những cái kiến thức thuộc về lá, về quả ở trên cao kia kìa, nó mới bắt đầu được nở ra, nó mới bắt đầu được phát triển, được thịnh vượng ra. Còn bạn không có gốc thì tất cả mọi thứ gì bạn học được nó cũng quên mất, nó cũng héo mất, nó cũng bay mất. Vì thế nên nguyên lý đầu tiên tôi nói với các bạn rằng các bạn phải sở hữu bằng được khoa học NLP, lập trình, ngôn ngữ, tư duy. Phải sở hữu bằng được cái khoa học đó. Mà một khuyến nghị là cái lập trình, ngôn ngữ, tư duy đấy nó phải thuộc AP NLP Hoa Kỳ. Tức là cái NLP bạn sở hữu á, nó phải là NLP nguyên chủng. Nó có giáo trình, giáo cụ, nó có biểu mẫu, nó có công cụ. Đó là những kỹ thuật coaching, đó là những kỹ thuật hiểu biết, đó là những kỹ thuật để thiết kế kế hoạch chiến lược, đó là những kỹ thuật để đọc vị con người, đọc vị suy nghĩ, đó là những kỹ thuật để mình hiểu thấu bản thân mình, đó là những kỹ thuật để bạn có thể kỹ thuật huấn luyện người khác. Thì trong chương trình đấy nó có đủ các công cụ đấy cho bạn. Còn những chương trình mà 500 người, 700 người, 1.000 người, những cái chương trình NLP như vậy cũng hay. Thế nhưng vì sao rất nhiều người học và về thì đâu lại đóng đấy vậy? Các bạn tự tìm câu trả lời đó xem. Có phải ở trong những khóa huấn luyện, những khóa học về phát triển bản thân bạn hừng hực khí thế không? Bạn thấy cái gì nó cũng có lý và cái gì cũng như là mình làm được ngay đến nơi. Nhưng sau về ra cuộc sống ngoài kia thì bạn lại không làm được. Bạn nỗ lực cũng kiên trì chăm chỉ vài 3 tháng, 6 tháng. Nhưng rồi lại không làm được. Nó vì sao vậy? Đơn giản thôi. Những kiến thức đấy đúng, có ích. Nhưng nó chưa đủ. Nhưng nó sẽ rất cần thiết nếu bạn có kiến thức gốc. Khi bạn có kiến thức gốc rồi thì những cái đó nó mới ùa về và bắt đầu nó mới kiểu như là lượng đủ chất đổi ấy, thì nó giúp bạn đột phá. Cho nên nguyên lý đầu tiên tôi đã nói từ lúc đầu là nó đúc kết và nó xuất phát từ trải nghiệm đúng cá nhân tôi. 26 năm là một nhà báo kinh tế bầm dập đủ kiểu để đi tìm, đi học rất nhiều thứ, đọc rất nhiều thứ, tham gia vào rất nhiều loại hình kinh doanh, cũng tạo ra 5-7 doanh nghiệp khác nhau rồi, nhưng không tìm được câu trả lời rồi. Làm thế nào để thành công? Tất cả những kiến thức mình cố gắng ngồi ở chỗ này một chút, gặp ở chỗ kia một chút, sinh hoạt với nhóm này một chút, sinh hoạt với cộng đồng kia một chút, vào tổ chức này một chút, không giải quyết vấn đề gì. Đúng, đó là những kiến thức chúng ta cần phải có trong cuộc sống này. Nhưng nếu chỉ bằng ấy thôi thì không bao giờ nó giải quyết được chúng ta dứt điểm và rốt ráo những thứ mà chúng ta cần để kiến tạo nên thành công cho cuộc sống này. Cho nên tôi luôn luôn kiến nghị rằng điều số 1 của bạn là phải sở hữu được NLP. Và nếu bạn chỉ muốn rằng giải quyết được trạng thái tinh thần của mình, giải quyết được vấn đề kinh doanh nhỏ nhỏ của mình, thì bạn chỉ cần tốt nghiệp chương trình NLP Practitioner, chương trình nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy, tức là chương trình cấp độ 1. Nhưng nếu bạn muốn thực sự muốn cuộc đời mình trở nên ý nghĩa, bạn muốn thực sự cuộc đời mình trở nên ý nghĩa, bạn muốn kiến tạo nên một sự nghiệp cho bạn để đáp ứng cái thỏa chí của bạn là đã sống trên đời này, thì bạn phải có một sự nghiệp.
thì bạn cần phải học đến cấp độ master, tối thiểu đến cấp độ master. Nếu bạn muốn rằng mình phải trở thành một con người giá trị, mình mong muốn rằng là mình có mặt trên đời này là phải thành công, là phải giá trị, là phải giúp được nhiều người hạnh phúc và thành công, thì tối thiểu bạn phải sở hữu đến cấp độ NLP Master. Khi đó, bạn sẽ có dư, rộng rãi các năng lực để bạn kiến tạo cuộc đời của mình, và bạn còn giúp được nhiều người khác nữa. Điều thứ hai, nguyên lý thành công thứ hai đây, bạn phải sống trong cộng đồng tích cực. Bạn phải sống trong cộng đồng tích cực. Đó là gì? Ví dụ như cái cộng đồng giải phóng sức mạnh của chúng ta đây. Chúng ta đã tập hợp được rất nhiều con người ham học hỏi. Bạn công chúa rồng, hãy tập trung vào nội dung, đừng tập trung vào những cái thứ gì nó gây nhiễu. Bạn tập trung vào cái gì, cái đó nó sẽ mở rộng trong đầu bạn. Cuộc sống này cũng vậy, bạn gặp bất kể vấn đề gì trong cuộc sống này, nếu bạn tập trung vào việc giải pháp thì giải pháp sẽ đến với bạn. Nếu bạn tập trung vào sự khó chịu với những cái gì nó xảy ra cuộc đời bạn thì khó chịu nó sẽ càng mở rộng xung quanh bạn, và theo luật hấp dẫn thì bạn sẽ hút những điều khó chịu nó càng đến với bạn. Cho nên đừng phàn nàn, cái gì nó đã xảy ra nó đã thuộc về cái ngoại cảnh. Chúng ta đã có bài nói về ngoại cảnh rồi. Ngoại cảnh là cái thứ khách quan mà chúng ta tác động vào nó, thay đổi nó vô cùng khó. Vậy thì cái cách tốt nhất là mình thay đổi đúng bản thân mình. Mình thay đổi bản thân mình thì mình sẽ biến cái ngoại cảnh thành cái thứ dễ chịu với mình. Và từ việc mình dễ chịu thì mọi thứ sẽ dễ chịu. Và NLP thì nó có những cái kỹ thuật thay đổi tâm trí. Nó rất đơn giản thôi, để giúp chúng ta có thể nhìn cuộc sống này luôn luôn nhìn với cái nhìn tích cực, nhìn đúng với cái tư duy của NLP. Và khi chúng ta nhìn đúng với cái tư duy đó thì nó cho ta sức mạnh, nó cho ta cái năng lực. Và năng lực sức mạnh đó nó lại hút được mọi cái thứ năng lực sức mạnh tích cực vào chúng ta. Và đó là những giải pháp cần để chúng ta có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống này. Tôi đang chia sẻ với các bạn nguyên lý thứ hai là phải sống trong cộng đồng tích cực. Vì sao vậy? Vì ở ngoài kia, phần lớn đều chưa biết đến NLP. Và vì chưa biết đến NLP, thì mọi người vẫn phần lớn và hầu hết đang đứng ở vùng mà NLP gọi là vùng hậu quả. Vùng hậu quả. Đó là cái vùng đổ lỗi. Cái vùng đó là vùng chuyên viện cớ. Cái vùng đó chuyên đổ lỗi. Bất cứ một cái gì nó xảy ra chúng ta mà không vừa ý là chúng ta bắt đầu phàn nàn, viện cớ, đổ lỗi. Và ai trong chúng ta cũng có cái thời gian 8 giờ vàng ngọc, 10 giờ vàng ngọc, 12 giờ vàng ngọc trong một ngày. Và ai trong chúng ta cũng có một bộ não để chúng ta suy nghĩ. Và bộ não, nhiệm vụ của bộ não chúng ta là suy nghĩ. Nếu chúng ta không suy nghĩ, ta không định hướng nó, ta không định hướng suy nghĩ của mình, thì nó sẽ suy nghĩ lung tung theo cái cách của nó muốn. Cái cách của nó muốn là gì? Đôi khi rồi nó sẽ bay về quá khứ. Không bay về quá khứ thì nó lại bay đến tương lai. Và thông thường, cái tư duy của não nó không bay về những điều tích cực. Nó không nghĩ đến điều tích cực, mà nó luôn luôn nghĩ về những thứ tiêu cực. Nó luôn luôn nghĩ về những thứ bất hạnh. Nó luôn luôn nghĩ về cái thứ lo sợ. Bởi vì nó nghĩ là nghĩ về những thứ đấy để tránh, để làm sao không vướng lại đó. Nhưng nó không biết rằng cũng cùng là nghĩ, nó đã tiêu tốn thời gian mất rồi.
Vậy chúng ta phải có cái ý thức được rằng là đừng có bao giờ nghĩ tới cái việc đấy, bởi vì nó đã nằm trong mình rồi, nó ở trong mình rồi, nó đã xảy ra với mình rồi, mà ta hãy biến nó trở thành một bài học thôi. Còn lúc này nghĩ là nghĩ giải pháp làm thế nào để không vấp lại nó nữa, không vấp lại nó nữa. Cái nghĩ như vậy á, thực tế cuộc sống thì nó xảy ra rồi. Ngày hôm qua và nhiều năm về trước, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Dù bạn có thiếu nợ như thế nào, dù bạn có thất bại như thế nào, bạn có bị thua thiệt như thế nào, bạn bị ai đó lừa gạt như thế nào, thì đó là chuyện hôm qua đã xảy ra rồi. Bạn không thể nào mà quay lại để giải quyết được vấn đề đó nữa. Cho nên hãy biến nó trở thành những bài học giá trị cho mình, những bài học kinh nghiệm giá trị cho mình, để lần sau đừng vấp lại nữa. Tương lai để giải quyết những cái hậu quả trong quá khứ thì tương lai nó chưa xảy ra, tương lai chưa đến. Vậy thì đừng có ngồi nghĩ về tương lai nhiều, đừng có ngồi nghĩ về tương lai, hãy sống với giây phút hiện tại này. Bạn muốn thay đổi được tương lai, bạn phải sống tốt nhất ở giây phút hiện tại này. Ví dụ giây phút hiện tại này, bạn đang nghe tôi chia sẻ về những điều để giúp bạn có thể thoát khỏi loay hoay, thoát khỏi bế tắc. Bạn đang nghe tôi chia sẻ về những điều để bạn có thể cải thiện bản thân mình, cải thiện năng lực bản thân của mình. Để từ việc điều này, nếu bạn hiểu thấu được nó, bạn bắt đầu ứng dụng vào mình, và bạn dần dần bắt đầu cải thiện được cái năng lực của mình như ban đầu tôi chia sẻ, thì bạn mới bắt đầu thay đổi được tương lai của bạn. Chỉ có cải thiện được năng lực của bạn khác với ngày hôm qua, chỉ có cải thiện được năng lực của bạn có thể gây ảnh hưởng được với mọi thứ, có thể giải quyết được mọi thứ xung quanh bạn, thì bạn mới có thể thay đổi được tương lai của bạn. Nhưng nhiều người thì đang ngồi ở hiện tại, đang sống ở hiện tại, nhưng mà lại luôn luôn dành thời gian để nghĩ về quá khứ. Không nghĩ về quá khứ thì lại nghĩ về tương lai, nghĩ trong sự sợ hãi, nghĩ trong sự băn khoăn, nghĩ trong sự bế tắc, thay vì là phải nghĩ về giải pháp, thay vì phải nghĩ rằng làm thế nào để chúng ta vượt qua vấn đề này, thì là cái ngồi trầm ngâm hay là gặp bạn bè để than vãn về điều đó. Hy vọng rằng nhận được những lời an ủi để đỡ đau đớn. Nhưng làm như vậy đã không biết rằng tự mình vẫn tiếp tục xoáy sâu vào những đau đớn. Vậy ta đang nói về điều thứ hai. Khi bạn có NLP rồi, những công cụ để bạn có thể kiến tạo cuộc đời mình rồi, ở cái giai đoạn đầu bạn có được những kiến thức, những kỹ thuật đó, bạn rất hào hứng, bạn muốn trải nghiệm, và bạn muốn xông ngay và ra ngoài thị trường kia để trải nghiệm. Nhưng ở ngoài thị trường đó, người ta chưa sẵn sàng. Người ta sẵn sàng phản đối bạn, người ta sẵn sàng chê cười bạn. Và lúc đó thì năng lực bạn còn yếu, bạn chưa thể chống chọi được, bạn chưa có năng lực để mà có thể giải thích, lý giải được mọi chuyện. Nếu như người ta ngồi trước mắt bạn, người ta phản đối điều gì đó, bạn chưa thể giải thích được hiện tượng đó, bạn chưa đủ những vị thế để có thể đè bẹp họ, cho nên bạn bắt đầu sợ, bạn bắt đầu thấy bối rối, bạn bắt đầu bị tụt năng lượng. Đấy là lý do bạn hãy ở trong cái cộng đồng tích cực của bạn, ở trong những cái cộng đồng mà tất cả chúng ta đều khao khát sự thay đổi để cuộc sống này tốt hơn, để chúng ta có suy nghĩ tích cực hơn, để cuộc sống của chúng ta hạnh phúc và viên mãn hơn. Chứ không phải là bạn ở trong cái cộng đồng mà suốt ngày lại than vãn, viện cớ, chống lại sự thay đổi, chống lại sự học hành, chống lại sự đầu tư vào bản thân mình. Ở trong cộng đồng tích cực, bạn được cổ vũ, bạn được khuyến khích, bạn được chia sẻ, bạn được hỗ trợ. Để khi bạn có đủ năng lực rồi, đủ kỹ thuật rồi,
đủ vị thế rồi thì bạn bắt đầu ra ngoài kia để gặp lại những người bạn cũ của bạn, đã từng chê bạn, đã từng cười bạn, đã từng mỉa mai bạn. Và hãy nhìn thẳng vào mắt của họ để nói: tôi đến đây để giúp bạn thay đổi. Nếu bạn không sẵn sàng, tôi lại tiếp tục đi. Tôi không có nhiều thời gian với bạn. Khi nào bạn muốn thay đổi thì tôi sẽ giúp bạn. Hãy bỏ qua, hãy bỏ qua những người nào, những người bạn của bạn ấy, dù họ là bạn, nhưng họ có cái tư duy lạc hậu, nhưng họ có cái tư duy tụt lùi, họ có cái tư duy luôn luôn chống lại sự thay đổi bằng việc mỉa mai tất cả những gì gọi là tri thức, gọi là kiến thức để thay đổi. Bởi vì chúng ta sẽ là trung bình cộng của 5 cái người mà chúng ta gần gũi nhiều nhất, dành thời gian nhiều nhất. Vậy bạn thử kiểm nghiệm xem bạn đang gần gũi ai, kể cả trong đội nhóm của bạn, đội hình kinh doanh của bạn, bạn đang gần gũi nhiều thời gian với ai vậy? Có thể bạn sẽ nghĩ rằng là nhưng mà ngày nào chả phải lên làm việc với họ. Đừng tuyệt đối điều đó. Bạn sẽ vẫn phải làm việc với họ. Thế nhưng mà đừng ngồi để chém gió với họ. Đừng ngồi để nghe than vãn về cái chuyện gì đó nó không làm được. Gặp mặt họ chỉ 5-10 phút để giao ban công việc thôi. Còn bạn phải tự lãnh đạo bản thân mình. Bạn phải tự lãnh đạo bản thân mình để cải thiện bản thân mình, để trở nên xuất sắc và vượt trội. Cải thiện vị thế của bạn, cải thiện giá trị của bạn. Rồi những người bạn của bạn sẽ bắt đầu theo gương của bạn. Bạn sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến họ. Đấy là điều thứ hai. Bạn phải sống trong cộng đồng tích cực. Điều thứ ba là bạn phải tập trung hết sức vào mục tiêu bạn muốn trở thành. Bạn phải tập trung hết sức vào mục tiêu bạn muốn trở thành. Rất nhiều người chia sẻ với tôi rằng: nhưng mà anh ơi, em không biết bắt đầu từ đâu, em không biết bắt đầu như thế nào. Em rất muốn nâng cao cái hiệu quả kinh doanh của em. Em rất muốn thúc đẩy đội nhóm của em. Em rất muốn cải thiện cuộc đời em. Em rất muốn biết được mục tiêu cuộc đời mình là cái gì. Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu. Đúng, đó là một sự thật. Hãy bắt đầu từ việc số 1 tôi chia sẻ với bạn. Hãy học NLP. Hãy sở hữu NLP. Bởi vì trong đó có tất cả những công cụ, những hiểu biết để giúp bạn biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào và làm như thế nào để các bạn đạt được kết quả. Bắt đầu từ như vậy đấy. Bạn muốn tập trung vào hiệu suất của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hãy quay lại, bắt đầu từ điều 1 tôi chia sẻ các bạn. Đó là phải sở hữu bằng được khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Bởi trong đó nó là tất cả những bộ công cụ quyền năng vi diệu nhất để giúp các bạn hoạch định lại cuộc đời mình, thấu hiểu mình, thấu hiểu người khác, thiết kế kế hoạch chiến lược và có những cái công cụ để huấn luyện, để thay đổi, để biến đổi. Và khi bạn muốn tập trung vào cái mục tiêu của mình thì bạn phải có đủ năng lực chứ, bạn phải có đủ nguồn lực chứ, thì bạn mới làm được, thì bạn có thể biến những cái mơ ước của bạn trở thành hiện thực được. Còn bạn mơ ước, bạn đặt ra mục tiêu nhưng bạn lại không đủ năng lực, bạn không đủ nguồn lực. Cái năng lực đó là năng lực cá nhân, có thể là đi tiếp khách hàng. Cái năng lực đó có thể là năng lực lãnh đạo, bạn là leader có thể dẫn dắt được đội nhóm của bạn. Cũng đều là năng lực. Tùy từng cấp từng mức, bạn ở vị thế nào thì bạn phải đầu tư cái năng lực đó, nó ngày càng nâng cao lên. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều những lãnh đạo. Họ cho biết rằng là họ dưới họ có hàng chục nghìn nhà phân phối. Dưới họ có hàng nghìn người phân nhà phân phối, dưới họ có hàng trăm nhà phân phối. Và tôi hỏi, vậy thì doanh thu được bao nhiêu? Họ nói ra một cái doanh thu mà chia đều ra thì mỗi người làm ra doanh thu 3 triệu một tháng. Vậy thì thử hỏi, doanh thu 3 triệu một tháng, cho dù cái hoa hồng nó là 50%, thì mỗi người như vậy chia ra là bao nhiêu? 1 triệu rưỡi một tháng. Vậy thì sống bằng gì với 1 triệu rưỡi một tháng? Vậy thì nhà lãnh đạo đó có hiểu rằng có điều gì đó không? Dẫn dắt một tập đoàn người đông như vậy,
mà doanh số thì lại không tương xứng. Có một cái điều gì ở đây? Đó là chính người lãnh đạo. Chính người lãnh đạo đã chưa thấu hiểu được bản thân mình, đang lãng phí những nguồn lực mà mình đang có, đang sống trên một cái mỏ vàng, một cái mỏ vàng khủng khiếp, giàu có như vậy mà không biết khai thác. Điều đơn giản thôi, cái điều cực kỳ đơn giản thôi, là người lãnh đạo đấy chỉ cần sở hữu NLP đến cái mức độ NLP Master, là bạn ấy đã có đủ công cụ, năng lực để gây ảnh hưởng, để dẫn dắt toàn bộ hàng trăm người đó, hàng nghìn người đó, hàng chục nghìn người đó, tạo ra một doanh số khủng khiếp rồi. Có những bí mật đơn giản vô cùng, nhưng chúng ta đã chống lại những bí mật đó. Vũ trụ này sinh ra chúng ta, Thượng Đế sinh ra chúng ta là muốn chúng ta hạnh phúc và thành công. Nhưng mà hầu hết chúng ta lại đi minh chứng ngược lại, đi minh chứng chống trả lại điều đó. Chúng ta đang chống trả kịch liệt cái điều đó. Trong khi đó chúng ta luôn luôn thích những câu như là tầm tới đâu thì tiền tới đó. Đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất. Rồi là trong xây dựng hệ thống, các bạn cũng đã từng post những câu ví dụ như là muốn thu hút những người thông minh, bạn phải trở thành người thông minh. Muốn thu hút những người cam kết, bạn phải trở thành người cam kết. Muốn thu hút những người trung thành, bạn phải trở thành người trung thành. Muốn thu hút những người giỏi, bạn phải là người giỏi trước tiên. Thì bạn ạ, mới hút được họ. Vì thế, thì trong khi bạn muốn đi thay đổi người khác, hãy thay đổi chính mình đi, bạn sẽ hút được họ. Đấy là trong xây dựng hệ thống. Bạn hãy cứ hình dung, nếu năng lực của bạn như vậy, bạn sẽ hút ai vào hệ thống của bạn, đội nhóm kinh doanh của bạn? Nếu bạn không cam kết, bạn sẽ hút những người nào vào? Nếu bạn là người không có ý chí, bạn sẽ hút những người nào vào cái hệ thống của bạn, kinh doanh của bạn, doanh nghiệp của bạn? Nếu bạn là người yếu kém về năng lực, không dẫn dắt được, thì bạn hút vào doanh nghiệp của bạn những ai vậy? Hút vào đội nhóm của bạn những ai vậy? Một cái tập đoàn cứ loay hoay như vậy thì làm sao tạo ra doanh số, làm sao tạo ra hiệu quả? Đấy là điều thứ ba. Tập trung vào mục tiêu muốn trở thành. Để có thể tập trung được vào mục tiêu muốn trở thành và tạo ra hiệu quả kết quả, bạn phải có năng lực. Năng lực đấy là gì? Đó là sự hiểu biết, và bạn phải sở hữu những công cụ kỹ thuật để giúp bạn biến những cái hành động, những phương pháp, những lộ trình này trở thành hiện thực. Phần đầu tôi đã nói, bạn sẽ nghe lại những phần đầu để bạn ráp lại với nhau. Và điều thứ tư bạn bắt đầu nhân bản. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi bạn đã trở thành một nhân tố xuất sắc, bạn bắt đầu tuyển dụng những học viên của bạn. Rồi bạn Đinh Bích Thủy, tôi sẽ contact trực tiếp với bạn về cái khóa học master cũng như là học phí. Chúng ta đang nói đến điều thứ tư. Khi bạn đã trở thành một nhân tố xuất sắc, nhân tố có đầy năng lực, đầy bản lĩnh, đầy kinh nghiệm cũng như là công cụ rồi, thì bạn bắt đầu nhân bản mình. Đó là gì? Tuyển dụng những nhân viên của bạn, tuyển dụng những người bạn của bạn, tuyển dụng tất cả mọi người xung quanh mà họ muốn thay đổi cuộc đời của họ, và bạn bắt đầu huấn luyện họ trở thành bạn, trở thành người cam kết như bạn, trở thành người có ý chí như bạn, trở thành người có năng lực như bạn, trở thành người có tư duy, có năng lượng như bạn. Và bạn thử nghĩ xem, nếu xung quanh bạn là những người như vậy, là những người có những phẩm chất như vậy, thì đội ngũ của bạn sẽ thế nào? Đội ngũ của bạn sẽ là gì? Là team vô địch đúng không? Doanh nghiệp của bạn sẽ là doanh nghiệp vô địch đúng không? Chúng ta đang nói về điều thứ tư. Bạn phải biến mình trở thành một hình mẫu,
rồi bạn sẽ nhân hình mẫu đó ra. Vậy nếu như bây giờ các bạn đang là leader, các bạn đang là CEO, các bạn đang là giám đốc của doanh nghiệp, các bạn đang là chủ một hệ thống kinh doanh, hãy soi vào thực tiễn công việc các bạn đang làm. Các bạn đã làm mẫu hình xuất sắc của những kỹ năng kỹ thuật đó chưa? Mẫu hình xuất sắc của những yếu tố đòi hỏi lãnh đạo phải có chưa? Nếu như chưa có thì bạn phải đi bổ khuyết vào ngay lập tức, phải đi bổ sung vào ngay lập tức. Nếu như bạn muốn đội ngũ của bạn trở thành đội ngũ vô địch, doanh nghiệp của bạn trở thành doanh nghiệp vô địch, đội nhóm của bạn trở thành đội nhóm vô địch. Bởi vì chỉ có học NLP, chỉ có học NLP chuyên sâu, bạn sẽ bắt đầu biết rằng là văn hóa của đội nhóm bạn, từng người trong đội nhóm của bạn, họ đang có vấn đề gì. Mỗi người sẽ là một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người sẽ là một nhu cầu khác nhau, mỗi người sẽ là một mối băn khoăn khác nhau, mỗi người sẽ là một tính cách khác nhau, và mỗi người sẽ là một cái năng lực trình độ khác nhau. Và chỉ khi bạn có thể hiểu hết được cái chuyện đó thì bạn mới bắt đầu mới tạo ra những chương trình huấn luyện của bạn hiệu quả với đội nhóm của bạn. Nếu không thì bạn cứ hình dung quả mít, và mỗi một cái gai của quả mít đó là một nhân sự của bạn, họ sẽ chọc đi tung đi tam phương tứ hướng. Bởi vì mỗi người họ có một nỗi sợ khác nhau, mỗi người họ có một trình độ khác nhau, mỗi người có một nhu cầu khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Bạn không thể nào đánh đồng họ vào được. Bạn muốn thực sự giúp họ trở thành những chiến binh, thực sự giúp họ thay đổi cuộc đời của họ, bạn phải hiểu sâu sắc họ. Vậy thì để hiểu sâu sắc họ thì bạn đã từng học cái gì, bạn đã từng du nhập cái gì rồi? Hay là gì? Bạn chỉ lớn lên từ cái mảnh đất của bạn, từ trường đại học của bạn, rồi bạn vào những công ty, có thể bạn đi ra qua 2, 3, 5, 7 loại hình công ty khác nhau, rồi bạn lấy những kỹ năng đó để bạn cho rằng bạn đã là một nhà lãnh đạo, bạn đang dẫn dắt, bạn đã thấu hiểu con người. Nếu bạn cho rằng như vậy là đủ rồi, hãy nhìn về thực tiễn doanh thu của đội nhóm của bạn. Hãy nhìn thực tiễn về văn hóa đội nhóm của bạn. Hãy nhìn cái năng lượng con người, nhân sự của bạn lên làm việc ở văn phòng của bạn. Nhìn họ ra sao? Họ có hào hứng ở bên bạn không? Họ có tích cực ở bên bạn không? Họ có tạo ra doanh số như bạn mong muốn không? Hay là nó chỉ ở chừng mực nhất định thôi? Hãy bắt đầu từ bạn. Hãy bắt đầu từ bạn. Đó là tôi đang nói đến nguyên lý thứ tư là nhân bản, và nguyên lý thứ năm là đòn bẩy. Khi bạn đã đạt 4 cấp độ bên trên rồi thì cấp độ 5 này tự dưng nó xảy ra. Tự dưng bạn sẽ nhận được những cú điện thoại để mời bạn hợp tác. Tự dưng bạn sẽ nhận được những cái contact kết nối để mời bạn hợp tác. Tự dưng người ta sẽ muốn bạn join vào hàng ngũ của họ bởi năng lực của bạn. Và tất nhiên khi bạn có cái năng lực xuất sắc như vậy, họ mời bạn vào thì nghĩa là đó là những cái cơ hội tuyệt vời mà họ đã bày sẵn cho bạn rồi. Vậy bạn bắt đầu kiểm nghiệm lại cuộc đời mình, tại sao chưa có những cái cú contact như vậy, tại sao chưa có những nhà lãnh đạo khác người ta điện đến mình để khoác vai cùng mình, ngang bằng trang lứa với mình để mời mình những cái cơ hội tuyệt vời như vậy? Bởi vì tầm mình chưa đến thì sẽ chưa có những hợp đồng như vậy. Tầm mình chưa đến thì những người lãnh đạo nhóm trên, người ta sẽ không bao giờ để mất đến điều đó bạn ạ. Cho nên Warren Buffett ông ấy nói rằng gì? Đầu tư vào phát triển bản thân là khoản đầu tư hiệu quả nhất. Từ trái tim mình tôi rút ra một điều rằng đừng có dùng tiền để tạo ra tiền. Hãy dùng tiền
để tạo ra năng lực của mình. Khi tạo ra năng lực của bạn rồi, tiền nó tự đến. Khi bạn tạo ra năng lực của mình rồi, tiền tự đến. Bạn nói gì cũng ra tiền, bạn nghĩ gì cũng ra tiền, bạn ngồi với ai cũng ra tiền. Còn bây giờ, tôi thấy rất nhiều người đang cầm sản phẩm ra, cầm sản phẩm theo với hy vọng rằng tạo ra tiền từ việc bán sản phẩm đó. Đúng thôi. Thế nhưng bạn bán hàng như vậy, bạn kiến tạo sự nghiệp như vậy rất vất vả. Bởi vì khách hàng mua sản phẩm của bạn không phải vì họ hiểu rõ sản phẩm, mà khách hàng mua sản phẩm của bạn vì giá trị của bạn. Vì giá trị của bạn. Họ mua sản phẩm của bạn bởi vì họ nghĩ rằng là sau này trong tương lai họ sẽ được hưởng lợi từ bạn. Họ sẽ có điều gì đó được tự hào ở bên bạn. Họ có thể nhờ bạn, họ có thể phối hợp với bạn và bạn sẽ trở thành một cái điều gì đó trong cuộc đời họ. Cho nên họ sẽ mua hàng của bạn, họ sẽ sử dụng dịch vụ của bạn. Cho nên hãy tạo giá trị của bạn thì giá trị của hợp đồng của bạn sẽ tự tăng. Những kết nối của bạn sẽ tự mở. Và đó là 5 nguyên lý thành công sáng hôm nay tôi chia sẻ với các bạn. Bây giờ còn vài phút tôi sẽ trò chuyện với các bạn. Bất kỳ điều gì mà các bạn nêu ra ở đây, bất kỳ điều gì, tôi sẵn sàng trả lời các bạn. Các bạn thấy không? Đây là một không gian rất đẹp. Sáng nay tôi có đăng trên cái status của mình là trong một lần giảng Pháp, trong một lần Đức Phật giảng Pháp, có một tỳ kheo hỏi rằng: Thưa Ngài, thế nào là sống? Thưa Ngài, thế nào là sống? Thì nhân Đức Phật đang cầm một quả táo trên tay, người đang cầm một quả táo trên tay, thì người nói rằng là thì ta ăn một trái táo là ta ăn một trái táo. Thì giống như bây giờ đây tôi sẽ trả lời các bạn: thế nào là sống? Thì tôi uống một tách cà phê là tôi uống một tách cà phê. Tôi uống một tách cà phê là tôi thưởng thức được cái hương vị của cà phê. Tôi uống một tách cà phê ngồi trong buổi sáng này là tôi cảm nhận được cái buổi sáng này nó tinh khôi, nó thoải mái thế nào. Chứ không phải tôi uống một tách cà phê mà tôi đang nghĩ về cái điều gì đó, rằng hôm nay sẽ ký hợp đồng như thế nào, mọi chuyện sẽ ra sao. Không phải tôi uống một tách cà phê mà tôi đang phải nghĩ rằng là tương lai mình sẽ xảy ra như thế nào, sao mọi chuyện lại tệ như vậy. Tôi uống một tách cà phê mà tôi đang phải đầu phải nghĩ xem là phải làm những chuyện gì nó đau hết cả đầu. Vì sao chúng ta lại điên đảo, hay vì sao chúng ta lại bị bấn loạn bởi những điều đấy vậy? Là bởi vì chúng ta chưa có những cái năng lực, chúng ta chưa có những năng lực để thực sự an nhiên với cuộc sống này. Chúng ta chưa có năng lực thực sự để bất kỳ điều gì nó xảy ra với mình, chúng ta cũng đều thoải mái đón nhận nó. Và ta biết rằng ta đầy đủ những năng lực, nguồn lực để ta vượt qua nó. Tôi chia sẻ với các bạn rằng rất nhiều người trong chúng ta, trong cộng đồng này đang có một cái xuất phát điểm khá là thấp. Khá là thấp. Và bây giờ đang không biết là làm gì, bán gì. Tất cả mọi thứ nó đều có tiêu chuẩn. Nó đều có tiêu chuẩn. Và nó đều có những nguyên tắc, nguyên lý. Nó đều có những cái từng bước mà chúng ta phải dần dần chúng ta vượt qua. Và cũng như tôi thôi, ngày xưa tôi cũng trải qua rất nhiều cung bậc, trải qua rất nhiều các lĩnh vực. Có những cái cơ hội mình yêu say mê khủng khiếp và mình nghĩ đó là cơ hội tuyệt vời. Và mình say sưa đi truyền thông với người khác, say sưa đi khuyến dụ người khác kinh doanh cùng với mình. Nhưng mà những cơ hội đó nó chỉ đúng với cá nhân mình mà thôi. Nó chỉ đúng với hiểu biết của mình ở tại thời điểm đó mà thôi.
nó chỉ là một cái cơ hội bền vững theo cách hiểu của mình thôi. Vậy thì cách hiểu mình đến đâu thì mọi cơ hội nó sẽ đến đó. Cách hiểu của mình, tầm mình đến đâu thì mọi cơ hội nó bền vững ở mức đó. Trong khi thì cuộc sống này nó có các tiêu chí, tiêu chuẩn để đo lường tất cả các cơ hội của cuộc sống này. Tư duy và tầm của chúng ta càng cao, chúng ta sẽ càng biết làm việc gì thì bền vững, làm việc gì thì sẽ tạo ra kết quả to lớn và lâu dài. Còn tầm và tư duy của chúng ta càng thấp thì chúng ta càng kinh doanh những sự vụ nhỏ lẻ. Và những cái sự vụ nhỏ lẻ như vậy nó không mang lại cho chúng ta một tương lai nào cả. Trong khi chúng ta không hiểu được thì cứ tốn công tốn sức vào những việc đó. Chúng ta đã tập trung sai. Chúng ta đã tập trung sai. Rồi có nhiều người lại còn bán hàng chục sản phẩm. Có nhiều người bán hàng chục sản phẩm. Tôi đang là đại diện của cái này hay lắm, cái này nhất thế giới, cái này nhất châu Á, cái này đang được ưa dùng, cái này đang thế này, cái này đang thế kia. Trong khi các bạn đang kinh doanh theo mô hình hệ thống hay là doanh nghiệp. Thế thì dù kinh doanh theo mô hình hệ thống hay là kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp thì nó đều có những cái nguyên tắc của nó. Và nguyên tắc nhân bản, nguyên tắc nhân rộng lớn, cái quy mô doanh nghiệp lớn lên ấy, đó là nguyên tắc đơn giản. Nguyên tắc đơn giản. Và nguyên tắc là phải có quy trình. Nguyên tắc đơn giản và nguyên tắc quy trình. Vậy thì các bạn đang kinh doanh đấy, hôm nay thứ này, mai thứ khác, thì cái việc đấy có đơn giản cho những ai làm với bạn không? Có đơn giản không? Người ta làm sao bạn bắt chước bạn là hôm nay làm cái này, mai làm cái kia được? Hôm nay bạn nghĩ thế này, mai bạn nghĩ thế khác vậy. Làm sao họ có thể đi theo bạn được cái điều đó được? Cho nên để kinh doanh bền vững và quy mô lớn, nó có những tiêu chí để bạn lựa chọn. Lựa chọn dịch vụ, lựa chọn sản phẩm để bạn theo. Và khi bạn càng chọn được cái đó, bạn càng đổ tâm đổ sức vào, thì cái sự bền vững nó càng xảy ra, cái quy mô nó càng bắt đầu nhân rộng ra. Còn nếu không thì bạn như dã tràng xe cát biển Đông mà thôi. Hôm nay bạn làm cái này, mai bạn làm cái khác. Bạn cứ nghĩ rằng là cái này bán không được thì cái khác nó sẽ bù vào. Nó có nhiều cái thứ lắm để chỉ cho bạn. Nếu bạn chọn cái cách kinh doanh như vậy, bạn thất bại. Bạn sẽ loay hoay. Bạn sẽ luẩn quẩn, khốn khó đến trọn đời thôi. Cho nên chủ đề hôm nay chúng ta sẽ dừng ở việc là 5 nguyên lý thành công. Tôi muốn các bạn nghe thật kỹ. Tôi muốn các bạn nghe thật kỹ. Và từ trái tim tôi thì mong muốn rằng các bạn hãy có mặt. Hãy có mặt trong 2 cái ngày huấn luyện. Vào ngày mùng 2, mùng 3 tháng 11. Trực tiếp tôi sẽ huấn luyện 2 ngày đó với các bạn. Một lần nữa sẽ cho các bạn hiểu sâu sắc. Tạo ra sự đột phá cho các bạn sâu sắc rằng chúng ta sinh ra từ đâu? Chúng ta đang bị ảnh hưởng cái gì? Tại sao nó lại như vậy? Tại 2 ngày huấn luyện đó, tôi sẽ chia sẻ rất nhiều những bí mật hay để thay đổi cuộc đời các bạn. Để giúp các bạn thực sự, nếu bạn thực sự nghiêm túc thì sẽ thay đổi được cuộc đời các bạn. Và trong 2 ngày đó, tôi sẽ dành 1 ngày để giúp các bạn thiết kế hoàn chỉnh cái mục tiêu cuộc đời mình. Tức là giúp các bạn tìm ra cái sứ mệnh của cuộc đời các bạn. Tìm ra thực sự sứ mệnh cuộc đời các bạn. Tìm ra thực sự mục tiêu cuộc đời các bạn. Bằng những tiêu chuẩn, những kỹ thuật để bạn xác định nó và bắt đầu tập trung vào nó. Bạn sẽ không tốn công tốn sức để nghĩ hết việc này, nghĩ hết việc khác nữa. Và khi thực sự bạn đã xác định được nó rồi thì bạn hãy tập trung những kiến thức cần trong cái ngành lĩnh vực đó và bắt đầu tập trung vào. Ở trong Nam thì tôi chưa xác định, nhưng chắc chắn cũng sẽ xảy ra. Nhưng ở Hà Nội thì đã xác định rồi, 2 ngày, mùng 2, mùng 3 tháng 11. Và ngay một lát nữa đây thôi thì tôi sẽ công bố cái tài khoản để các bạn bắt đầu chuyển tiền vào để đăng ký khóa học đó. Đăng ký khóa học đó. Và các bạn hoàn thành học phí 2 ngày đó các bạn, 2 ngày đó. Rất nhiều kỹ năng, kỹ thuật, quyền năng như vậy
với mức học phí nó chỉ có 2 triệu. Chỉ có 2 triệu mà thôi. 2 triệu trong 2 ngày bạn đã trao được rất nhiều công cụ để huấn luyện bạn đột phá. Vậy thì trong tháng 9 này, hôm nay là ngày 25. Trong tháng 9 này các bạn hoàn thành học phí để đăng ký thì cái mức học phí nó là 2 triệu. Bắt đầu sang tháng 10, bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 thì học phí nó sẽ là 3 triệu. Nó sẽ là 3 triệu. Vậy các bạn tùy chọn. Các bạn tùy chọn. Đặc biệt là trong 2 ngày huấn luyện đó, trong 2 ngày huấn luyện đó, tôi sẽ chia sẻ các bạn, huấn luyện bạn sở hữu bằng được cái công cụ coaching công thức thành công tuyệt đỉnh. Để từ giờ đến cuối đời, bạn sẽ ứng dụng nó vào việc thiết kế bất kỳ kế hoạch chiến lược nào của bạn. Cái kỹ thuật đó, tôi sẽ in vào thành một cuốn sách. Chỉ riêng một kỹ thuật đó thôi. Và những người, chỉ những người hoàn thành cái học phí trong tháng 10, trong tháng 9 này ở mức độ 2 triệu đó thì các bạn sẽ được gì? Được tặng cuốn đó. Được tặng cuốn kỹ thuật đó. Trong đó tôi biết rất chi tiết rằng khi bạn coaching, bạn huấn luyện một con người, họ trả lời thế này thì bạn nói như thế nào. Hay chính bạn dựa vào đó để bạn thiết kế kế hoạch chiến lược. Ở phần đầu tôi nói với các bạn rồi thì mọi kế hoạch chiến lược nó đều xảy ra hai lần. Lần thứ nhất nó phải trong tâm trí của bạn. Và nếu bạn đã làm rõ ràng trong tâm trí của bạn rồi thì đương nhiên nó sẽ xảy ra ở bên ngoài. Nó dễ dàng xảy ra ở bên ngoài. Bạn đặt bất kỳ mục tiêu nào, chỉ cần làm rõ cái tính khả thi và từng bước phương pháp hành động, và sau đó bạn hội đủ năng lực. Không mục tiêu nào các bạn không hành, không đạt được trong cuộc sống này. Tôi cam kết với các bạn với tư cách một nhà huấn luyện NLP tiêu chuẩn quốc tế. Cho nên đừng bỏ phí 2 ngày huấn luyện này. Đừng bỏ phí 2 ngày huấn luyện này. Đã. Các bạn hãy lan truyền, lan tỏa cho nhau đi ạ. Vâng. À, thì trong cái hóa đơn chuyển học phí các bạn ghi này, họ tên. Họ tên. Thế sau đó thì bạn ghi cái khóa học đấy là giải phóng sức mạnh. Họ tên rồi giải phóng sức mạnh. Và cái mức phí đó là 2 triệu. Thì bộ phận của tôi sẽ ghi lại cái tên của bạn như vậy. Ghi lại tên của bạn. Dạ. Ghi lại tên của bạn. Rồi các bạn gửi cái đó, gửi cái hóa đơn đó qua message. Gửi qua message. Thì lực lượng tôi là bạn Nguyễn Hồng. Bạn Nguyễn Hồng sau đây thì sẽ lên. Bạn Nguyễn Hồng vẫn đang phụ trách cái group này đấy ạ. Thì bạn sẽ chịu trách nhiệm là contact với các bạn để hướng dẫn bạn các cách thức. Hướng dẫn bạn cách thức. Để chúng ta sẽ gặp nhau vào là 2 ngày. 2 ngày huấn luyện. Mùng 2 và mùng 3 của tháng 11. Mùng 2 và 3 tháng 11. Và khả năng ở trong Sài Gòn thì tôi sẽ tổ chức vào cuối tháng 11. Nhân cái sự kiện tôi huấn luyện NLP Master trong đó. Rồi. Bây giờ thì là hơn 11 giờ rồi. Yeah. À, chuyển khoản thì tôi sẽ chuyển cái tài khoản của tôi lên lên trang chủ của cái này luôn. Tôi sẽ treo lên trang chủ của cái này. Yeah. Thì rồi bạn Hồng sẽ thiết kế cả một cái landing page. Một cái landing page. Đây. Landing page với các bạn. Trong đó chi tiết miêu tả rằng là 2 ngày đó chúng ta sẽ làm gì, làm như thế nào. Trong 2 ngày đó. Yeah. Tôi sẽ đăng lên ngay sau đây đấy. Các bạn sẽ lan tỏa nhau đây. Tôi mong muốn rằng những bạn ở phía Bắc hãy có mặt trong 2 ngày này. Và tôi đánh giá cao sự có mặt của các bạn. Tôi sẽ cam kết đồng hành với các bạn suốt cả năm 2020. Để thực sự những ai là những người nghiêm túc, tôi rất muốn giúp họ thành công. Rồi, chúng ta đã xây dựng được một cộng đồng tích cực. Là cộng đồng giải phóng sức mạnh này. Hãy ở trong cộng đồng này. Hãy học tất cả những kiến thức trong cộng đồng này. Hãy biến tất cả những năng lượng trong cộng đồng này, hãy biến sức mạnh trong cộng đồng này trở thành cái nguồn lực của tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc khi chúng ta hợp sức lại với nhau. Mỗi người chỉ 1% thôi cũng sẽ kiến tạo được cho một thành viên của chúng ta thành công và giàu có. Trong khi mỗi người chúng ta chỉ cần bỏ ra 1%. Bỏ ra 1%. Nhưng chúng ta có sẵn sàng cho đi không? Để tất cả sẽ cho lại ta 1%. Vậy thì ta có sẵn sàng cho đi 100% những gì mà mình có không? Để chúng ta nhận lại 1% của cả tập thể cộng đồng này.
cho đi là nhận lại. Chúng ta, tôi muốn lưu ý những nguyên lý như vậy, cho đi là nhận lại. Bạn muốn nhận lại điều gì, hãy cho đi thật nhiều điều đó. Rồi, bây giờ thì xin chào các bạn. Một lát nữa đây thôi thì tôi sẽ đưa cái số tài khoản lên và các bạn bắt đầu là gì, tìm cách đấy đi ạ. Những người hoàn thành học phí trong tháng 9 này, các bạn được tặng cái cuốn sách, cái cuốn kỹ thuật coaching công thức thành công tuyệt đỉnh. Và nếu các bạn sang tháng 10, các bạn vừa đóng cái học phí 3 triệu và các bạn sẽ phải mua cái cuốn đó là 300.000 đó. 300.000 cuốn kỹ thuật đó đó. 300.000 cũng đã là không có ở ngoài thị trường kia đâu ạ. Rồi, bây giờ thì xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong một livestream khác. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và hiệu quả.